eo thon ngực nở đời kiêu hãnh, chim nữ tâm kinh mãi phát huy, tuyệt học cả đời nâng nhận thức, thân hình chữ S định tư duy. Chim phố đế đời ngàn năm không mất, tuyệt học thể hình sự nghiệp lưu danh, học viên hôn chim độc nhất mình anh, tòa lạc trên cao chim trẻ uy nghiêm, tâm kinh được viết bằng tâm huyết trái tim. Xin chào các bạn, Duy Nguyễn và đệ tử sẽ đem đến các bạn những cái video tập luyện cực kỳ hấp dẫn của lớp 4, cũng là tầng số 4 trong dự án Gym Nữ Tâm Kinh. Tầng này có tên là Freeway, gồm có barbell và dumbbell, là những phần tập cực kỳ khó luôn đó em. Nó không đơn giản như phần trước đâu, tại vì đối với barbell và dumbbell nó vừa có độ nặng mà vừa có độ tự do, là em tập ngoài em việc em cố gắng tập em phải điều khiển cái cây cho nó thăng bằng chứ không nó lắc nó rung rất là khó. Và ngày hôm nay thì em sẽ giảm tải cái số lượng bài tập xuống, nhưng mà gọi là nâng cái độ khó của game lên. Thì đây là một cái tầng giống như là cái tầng ở trong sư phạm như là lớp 12 rồi đó, nhưng mà đây mình là lớp 4. Tại vì em học hết cái tầng lớp 4 này em sẽ chuyển qua những cái tầng 5, tầng 6, tầng 7 là 3 tầng kết hợp và phức hợp. Đó là những phương pháp tập luyện cường độ cao, chất lượng. Còn bây giờ là cái giống nhập môn cuối cùng á. Tầng 4 là tầng freeway. Đó, freeway là thiết bị gì? Cái này là barbell. Đó, cái cây này kêu là cây barbell. Cây này có tên là Olympic barbell, độ dài chuẩn là 2m2, cân nặng 20 kg. Đó, và đây là bánh tạ, đây là flap, đó tạ này em biết rồi. Còn cái tạ đằng kia, nguyên một dàn đằng kia là tạ dumbbell, cầm. Giờ bữa nay chúng ta sẽ tập hết cái đó. Để bước vào buổi tập đầu tiên của tầng 4 là chúng ta vẫn tiếp tục tập chống cơ lower body, là phần hông mông đùi. Phần hông mông đùi hôm nay chúng ta sẽ tập trên cái máy tập này có tên là CT8. Khu trên đó cho con trai tập, khu này để cho đệ tử tập với khách VIP tập. Đó, CT8 và cái khung như vậy ta kêu là khung squat. Và bài tập đầu tiên chúng ta cũng là tập bài squat. Trước đây em tập squat rất là nhiều rồi, động tác body squat của em đây. Rồi em cầm cục tả chuông em cũng squat rồi. Đó, và em squat trên máy Smith Machine rồi. Tất cả những bài tập đó là tiền đề để cho ngày hôm nay em chinh phục được một động tác freeway có tên là barbell squat. Còn nặng không anh? Barbell squat được mệnh danh là vua của các bài tập. Tại sao đó là vua? Thứ nhất là khó, thứ hai nó thể hiện một cái sự hùng dũng, hiên ngang, mạnh mẽ, can trường, tập tác động hết tất cả em cơ phía dưới của em luôn, từ rúng tay xuống cái nào cũng ăn hết. Con gái cần phải mạnh mẽ thế hả? Không phải, mình squat theo kiểu con gái chứ không phải là mình squat theo kiểu con trai. Tất nhiên bài này nó không giới tính, mà nó là bài tập chung nó cho tất cả mọi người để chinh phục được bài này, làm để chinh phục được đất thang cao nhất của thể hình rồi đó. Nghe ta. Rồi sau đó em sẽ kết hợp những bài đó lại với nhau, tạo thành những phương pháp bất hủ, đó là gym nữ tập kinh. Rồi không nói thêm nữa, em đã khởi động thật tốt phần cơ dưới rồi đúng không? Dạ. Phần lower body của em rồi, bây giờ em sẽ squat cây không 20 kg. Bây giờ là 20 kg tạ freeway, coi như là khởi động. Khởi động khoảng 20 kg nữa. Không, khởi động làm quen với khối lượng tạ nó khác so với cái việc mà em khởi động hồi nãy. Đó, tập cái này là phải có 3 bát. Rồi em vô em coi chiều cao vừa chưa? Hơi cao đúng không? Cao thật. Bé tóc qua cái, hơi cao thì xuống một nấc. Xuống một nấc thì xuống này luôn một nấc. Này là cái bảo hộ cái không nổi nó rớt xuống. Dạ. Free quay mà. Từ đâu? Rồi vô khởi động thử coi. Đúng rồi. Ok. Rồi tốt. Đúng rồi đó, squat như cũ thôi. Nhưng mà bây giờ là chúng ta squat với freeway, với cây barbell, giữ cho cái cây này không có bị xéo. Đó, rồi không bị nghiêng, rồi khó cho nó nữa đó. Hai cái tay này của em là dùng cái lực để em đẩy cái này vô cổ em như này nó, và cái tay sau này nó gồng lên để nó giữ cái ba bát này cho ổn định cái cây. Rồi tốt, đùi gối không vượt quá mũi chân nha. Bây giờ freeway là đùi gối không vượt quá mũi chân, em di chuyển từ tư thế số 1 qua tư thế số 2 và ngược lại, đầu gối không vượt mũi chân, lưng lúc nào cũng là tư thế số 4, lock down hết, lock chỗ này.
Anh bị dính chưa lóc đau em ơi. Rồi vô. Đúng rồi. Thí dụ cái động tác vô của em á. Đây. Đang vậy đúng không? Đó. Em vô nè, đừng có chụm xuống vậy. Em vô á, em đang vô móc này đúng không? Đó thì em cái lưng em nè. Cái lưng em nè. Tức là cái lưng em đứng nè, cái lưng em nó gập vô thôi. Nó gập cái lưng xuống rồi vô đây. Xong người ta đã gập xuống. Chứ đừng có chụm cái giò mà vô. Nó nặng nó sẽ rất là nguy hiểm. Nha, động tác vô của em nên chú ý lại. Dạ. Rồi bây giờ lên 5kg một bên. Em thực hiện cho anh được 6 cái thôi. 6 cái nha. Là tổng cộng em đang 30kg đó. Freeway cực kỳ khó. Vô. Nè nè, cái đứng hơi bị méo rồi nè. Đúng chưa? Em lấy cây ra hơi bị méo rồi kìa. Qua đi quay nó có nhiều vấn đề lắm. Rồi. Nè, 1 2 3 4 Đứng thẳng một chút đi. 5 thẳng chút nữa. 6 Rồi tốt, vô. Nè, đúng rồi. Nhìn bên này, xong rồi tới nhìn bên này. Ok. Rồi. Lên 5kg nữa. Tập 1 cái. 1 cái thôi. Đang khởi động nha. 1 cái thôi. Rồi xong cái này là anh em quay ra ngoài nha. Nhìn view xong view nước, view trời rồi. Không có nhìn trong đây nữa. Nhìn trong đây quay khó chứ không gì trơn hết á. Mục tiêu của anh hôm nay là cho em squat bên 20kg, tổng cộng 50kg tạ. Lên. 1 cái thôi. One shot, one kill. Vô, cô ấy làm nổi không? Tốt quá. Tốt quá. Tốt. Vô, rồi ok. Rồi, tốt. Vô hàng, vô hàng. Vô hàng. Xong rồi vô cái này luôn. Rồi vô đó chú đi. Vô. Vô. Tốt, rồi ra kia pha cái này đi, anh ở đây chuẩn bị tiếp đồ cho. Bây giờ là bài tập mà chúng ta thực hiện 4 set, mỗi set cố gắng 8 cái, anh sẽ hỗ trợ em giữ cây thăng bằng rồi nha. Rồi bây giờ em cứ đều rồi ok rồi đứng dậy đi, đứng dậy cái đánh ra, đứng dậy. Ok, tốt. Rồi tới đây thôi được rồi. Tập bắt đầu. 1 2 3 Cố lên. 4 Cố lên. 5 Cố lên. 6 Cố lên. 7 Cố lên. 8 Rồi. Bước vô từ từ thôi. Rồi, theo anh nè, vô. Ok, xuống đi. Không, bên này ngược quá hả? Yên tâm đi, có thầy. Thầy kiểm soát tạ cho. Bây giờ là set số 2 của bài Freeway Barbell Squat với mức tạ 60kg, bắt đầu. Rồi, 1, 2, 3, ra. Ừ, tốt, rồi đi, bình thường thôi. Rồi đứng tới số 1, chuẩn bị squat nè. Chừng nào sẵn sàng thì squat, Ok. Rồi, dứt. 1 Tốt quá. 2 Buông ra nha. 3 4 5 Cố lên. 6 Hai cái nữa. 7 Từ từ hít sâu. Cuối. Tốt. Rồi. Lùi lại nữa. Rồi buông luôn đi. Vô. Tốt. Rồi uống. Tháo đi lấy đồ cho uống. Đây rồi đây. Nè uống đi. Đưa cái giò động ra. Giống mối rồi. Ủa cái... Đây. Rồi. Còn hai set nữa nha. Cố lên. Vừa chưa? Vừa đó, vô. Đập lên. Rồi bước ra. Dừng tới đây được rồi nè. Rồi. Sẵn sàng xuống. Dứt. 1 2 3 Cố lên.
4 5 6 nhẹ nhàng 7 cái cuối tập trung tập trung đúng rồi rồi nghỉ tí rồi bước vô từ từ cứ bước vô lại đừng khỏi nhìn rồi thả ra khỏi nhìn để thầy lo cho tốt tốt tháo ra tháo ra mức tạ là 80 kg nha các bạn xem xong rồi sẽ thấy cực kỳ khủng khiếp nha các bạn không phải ai cũng làm được chưa đâu nhất là với một cô gái mà lần đầu tiên tập bài này cái vấn đề á là nhìn học trò của Duy bự con vậy thôi nhưng mà mới học lớp 4 thôi đó bây giờ thực hiện nha cách đỡ tạ chuẩn nha các bạn hôm nay mình sẽ tiện nó với chỉ các bạn cách đỡ tạ luôn đỡ tạ bài này rất là chuẩn người đỡ sử dụng động tác sumo squat người tập sử dụng động tác squat phai hả phai chuẩn chưa đến cành rồi 1, 2, 3 lên ê, rồi bước ra đứng dừng lại từ từ sẵn sàng thì xuống rồi tốt rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6 từ từ thôi hai cái nữa đúng rồi rồi từ từ cái này từ từ tập trung sẵn sàng hãy xuống cái cuối là lên ạ lên đúng rồi rồi lùi thôi không quan tâm cả cứ lùi buông hết buông luôn rồi thoải mái đây là động tác bao vây xót ngược nha các bạn lý do đó là tại vì nhà của Duy Nguyễn đang quay là chiều nó chói quá ánh sáng nó chói quá quay cái kiểu này là không có cách nào quay được cả quay kiểu này là kiểu bình thường rất là dễ nhưng mà không có cách nào quay được nên phải chuyển ra quay ngược đó nên cái động tác ra vô sẽ rất là khó khăn các bạn rồi bây giờ chúng ta đến với bài tập thứ hai đó là bài Roman Deadlift được mệnh danh là nữ hoàng các bài tập nó là một cái cặp bài trùng so với bài squat hồi nãy trong thế giới freeway thì bài tập này nó cũng tác động hết tất cả nhóm cơ phần lower body của em phần đùi sau chú ý là phần mặt sau mông đùi sau đó lưng dưới và một phần đùi trước nha đây là một bài tập cũng rất là hoàn chỉnh hoàn thiện nên tập sau với bài body squat đó bài tập này nó là sự thay đổi giữa tư thế số 1 và tư thế số 3 1 3 1 3 1 3 ok không tư thế số 1 tư thế số 3 lên thở khi xuống á nó căng hết mông và đùi sau rồi em vô thực hành đi từ 1 chuyển qua 3 nha thực hành cái set đầu tiên nháp thôi rồi đó đúng rồi đó chuẩn 1 3 1 3 chuẩn ok ok rồi xuống tốt rồi lên tạo tập thiệt nha rồi đứng kéo cái cây này nè xong rồi kéo cây này gần cái ống chân của em rồi tư thế chuẩn bị sàn mặt nhìn về phía trước lưng không có cong nha rồi cố gắng lên lên đúng rồi 1 2 chuẩn 3 4 5 6 7 8 tốt hạ xuống từ từ rồi khi em hạ xuống em cứ gập cái lưng xuống luôn em gập cái lưng em thả xuống luôn không đừng có cong cái chân nếu mà nó thấp quá thể cong cái chân còn nếu mà em cong em gập cái lưng nè em thả xuống được thì em thả luôn không phải cong chân rồi sẽ đầu tiên tốt lên cho thầy mỗi bên 5 kg đi rồi 1 2 3 cố gắng 1 2 3 4 5 6
7 8 Tốt, lên 5kg nữa. Rồi bây giờ chúng ta cùng đến với set thứ 3 của bài tập Romanian Deadlift. Nữ hoàng các bài tập, tập rất tốt cho phần lower body. Với mức tạ 60kg. Cũng hơi ghê ghê rồi đó. Cũng hơi ghê ghê rồi đó nha. Rồi, mặt ngẩng lên. 1, 2, 3, lên ạ. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 Tốt quá mà. 8 Rồi, thấy có dấu hiệu nó hơi nguy hiểm rồi. Tức là cái mấy cái cuối của em mất kiểm soát đó. Em quên trước tới cái lưng nó hơi cong cong. Đó, chỉ có đó thôi. Thôi mức tạ này dừng đi, không còn lên nữa. Xét sao ráng tập cho nó tốt hơn, cho nó ok, nó ổn hơn là được rồi. Các trò yêu dấu của thầy, phần xương đã sắp hết, chuẩn bị qua cục thịt nha. Xét cuối cùng, chú ý form lưng cho thầy. Lưng. Form lưng ở đây nè, cực kỳ quan trọng cái lưng này nè, rất nguy hiểm nha. Deadlift mức tạ 60kg, free quay. Romana deadlift set thứ 4. Cố lên. Lưng cái này nè, thầy để tay vô cho chú ý nha. Đúng rồi, để sát người, cây phải sát người mới lên được. Đó, cây sát cái đùi em vậy đó, ok. Rồi. 1 2 3 Ok. Không còn quá sâu. Đừng có cong lưng. Đúng rồi. 3 4 5 Chỗ cây được cái chân nè. Xuống mà chỗ cây gần người á. 7 8 Ok. Rồi. Nó nặng quá. Trò tập cái này lần đầu tiên thì nó không tránh được nhiều sai sót. Đây là cái bài tập rất khó. Đó. Nãy giờ là thầy cố gắng chỉnh rất là nhiều sai sót cho em rồi. Nhưng mà có sai sót cuối cùng nè. Là cái cây của em á, nó phải chạy dọc cái người chân của em. Trong bài này nó quan trọng chỗ đó đó. Nếu mà cái cây nó xa là chắc chắn là sai. Mà là cái sai đó không phải là cái sai bình thường, mà cái sai rất là nguy hiểm. Nó dẫn tới đau cái lưng, giãn cuộc sống, nguy hiểm lắm. Nè, cây nè. Bao giờ nó phải gần cái chân mình vậy này không? Đó. Đó, cái mông mình nè, điểm tựa mạnh để mình đẩy lên, chứ không phải mình dùng cái lưng mình mổ. Ok. Đây. Hiểu chưa? Xong rồi lên nè. Tôi thấy số 1. Khi xuống á, hồi nãy trò xuống vậy nè. Xuống như vậy thầy xuống thầy cũng chết đó, chứ đừng nói trò. Đó, xuống là xuống vậy nè. Nè, thấy, nhìn cái cây không? Cây nè. Ok. Cây nè. Cái cây bao giờ nó cũng sát người hết đó. Thầy hiểu chưa? Dạ. Hiểu thì phụ đạo. Nhưng mà xíu thì phụ đạo 4-5 cái thôi, không cần 8 cái. Hiểu được cái nguyên tắc đó. Lên là dùng cái chân á. Cái chân của mình nè, mình đạp. Mình gồng cái này nè, mình kéo. Chứ không phải dùng cái lưng. Và cái cây nó phải gần người em. Lên xuống nó phải gần người hết. Nó không được xa người, rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ thì anh sẽ luyện tiếp cho em cái động tác hip thrust freeway. Em hip thrust rất là nhiều kiểu rồi nha. Bodyway cũng có, Mike Smith cũng có. Và bây giờ là freeway là khó nhất và nặng nhất. Thì mục tiêu của anh dành cho em là em hip thrust phải là mỗi bên là 40kg. Nhưng mà giờ mới lớp 4 mà học thì giờ nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà mục tiêu là tới đó nha. Động tác tập y như kia thôi. Nhưng mà bây giờ nó khó là em phải kìm hai cái này nữa. Em phải kìm hai cái đầu của thanh barbell để giữ sự ổn định của tạ. Rồi anh nhờ trợ lý của anh vô phụ cái. Em phụ anh khiêng một đầu lên. Theo khẩu hiệu của anh nha, coi chừng buông ẩu chết á. Rồi. Sẵn sàng hết, em cầm luôn nha. Rồi tập đi em, tập luôn đi, lên cái. Rồi ok chưa? Rồi, em cầm tay chắc vào. Anh buông đó. Buông đi. Buông. 1 Sâu tí, 2 Sâu tí, đúng rồi. 3 Chính xác.
Đúng rồi. 4. Đúng rồi. 5. Đúng rồi. 6. Gồng cái mông lại. 7. Đúng rồi. 8. Tốt quá. Trợ lý vô vô. Rồi thôi được rồi. Trợ lý này chậm quá. Trợ lý này hồi chút xíu không cần trợ lý ở cuối, anh giật lên xong anh lăn ra luôn nha. Set 2 chuẩn bị bắt đầu nha. Tập đi, tập đi. Rồi lên, buông. 2. Sau sau, đúng rồi, 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rồi, hạ xuống. Ok. Lên mỗi bên 10kg. Xếp cuối cái động tác quyền thoại cho nữ. Hip thrust. Hi. Ok. Rồi em đứng cho ngay giữa nè. Chưa. Hạ thấp xuống, hạ thấp xuống. Hạ thấp xuống nha. Hai chân anh chưa đều kìa. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng luôn để tập đó. Rồi, hạ thấp xuống, rồi dứt đi, lên. 1. 2. 3. Tốt lắm, 60kg rồi đó. 4. 5. 6. Come on. 7. Cái côi. Giữ. Đuôi thả, giữ, đuôi thả. Mục tiêu lên 100kg trong thời gian gần. Rồi, ok, tốt. Rồi, xong. Dẹp hiện trường, có bài mới. Là ngày hôm nay anh dạy 3 bài khó nhất trong phần lower body rồi đó. Bài squat, bài deadlift và hip thrust. Tiếp theo là chúng ta sẽ tập bài crunch. Mà tập quá cũ rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta tập theo cái phương pháp mới là tập hai tạ free quay dumbbell. Thì ở cái tập này nó hơi khó chút xíu là nó phải giữ thăng bằng cho con tạ nữa à. Chứ còn cái động tác với máy Smith Machine đó thì em nhồi được. Còn này thì không có nhồi được. Nên ở đây con tập nó sẽ cho một cảm giác khác và nó khó hơn tí. Thôi em cứ bắt đầu đi, cách hít thở y cũ. Đây là cặp tạ dumbbell 10kg. Tạ dumbbell là vậy đó. Kéo gần gần vô người à, mới lên đảo đến nếp đó. Rồi bỏ chân đằng sau. 1 à, 2 từ từ thôi. 3 4 5 6 20 cái nha. 7 8 9 10 lần 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tốt. Anh chỉ em cái bài khác cũng là slalom luôn nhưng mà không bước chân đằng sau nữa mà là đi bộ từ nhà tới trường, hai tay cầm hai tạ nè, em đi hồi đụng cái mí đá và đụng cái bạn được tùy em thôi, xong vòng trở lại không, đi bình thường thôi, chậm thân còn nhanh, đúng không đó, chậm thân còn nhanh, hiểu chưa, chậm thôi, đi nhanh là phạt nha, đi nhanh là điên gian, hiểu chưa. Rồi đi bộ từ nhà tới trường khá là mỏi đó, 10kg nặng lắm đó. Anh đi ba bước anh đau quá rồi. Cố lên. Rồi đi đi. Đi bộ từ nhà tới trường. Bước dài vậy, gian hả? Rồi 2 3 4 đó, đó, hắt rồi đó. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cái nữa đi, đụng mí luôn.
14. Đằng sau. Quay. Rồi, về. Về. 1. 2. Sắp tới đích rồi, đích rồi kia kìa. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rồi thưởng cho nè. Nè, 9. 10. 11. Tính ra đi. 12. 13. Rồi, thả xuống. Đánh lift nha, không cong lưng nha. Rồi, tốt. Uống. Rồi, uống đi. Rồi, phần freeway của buổi tập ngày hôm nay khép lại. Về xuống dưới tập cường độ cao. Xuống dưới tập cường độ cao nha, high intensity nha, lầu 1. Rồi bây giờ chào mừng em quay trở lại với người xưa BBS from Let's Call. Tập đùi sau với mông. Rồi cố lên, hơi nặng chút xíu nhưng mà cố nè. 1, 2, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok, cái nữa. Giữ. Ok, thả từ. Rồi. Tốt. Uống intra và cao đi. Rồi vô set thứ hai nha, set cuối nha. Set cuối nha. 1 2 3 vô. Có chăm bao hả? 4 5 6 7 8 9 10. Ok. Ok. Ok, tốt. Này bổ trợ cho bài Romana deadlift em. Em tập bài Romana deadlift ở trên với hip thrust đây, bổ trợ vô nhồi vô. Cái linh hồn bữa nay là cái freeway và cái này là cái bổ trợ. Tập sướng thế chứ. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục qua bài này nhẹ nhàng nè. Rồi, chúng ta tiếp tục trở lại với người xưa. Đây là bài tập BBD Outer Thigh, tập hông và mông. Bắt đầu đi em. Bắt tại yêu thích của em đó. Dứt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Giữ. Rồi hạ từ từ. Hạ vô từ từ. Rồi, tốt. Thì đắt một tí. Rồi, lên. 1 2 3 4 5 6 7 giữ 8 giữ 9 giữ 10 giữ. Rồi, vô từ. Đuổi thả. Đuổi thả. Rồi. Còn xét cuối đó, quyết định đi. Sao? Quyết định gì ạ? Quyết định đi. Có full cây hay không? Full thì full phải không? Rồi. Tạm biệt nè, xét cuối nha. Full cây. Là lỗi vô. Gào thét vô, xét cuối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Năm, sáu, bảy, tám, chín. Vô. Túi thả. Rồi, ok, tốt. Tốt, uống súp đi xuống dưới cardio, chạy bộ. Có lộn, cardio đi xe đạp. À đúng rồi. Rồi, tốt. Relaxer ra đây. Relaxer, gập lên, gập xuống đồ. Hả? Ok, gặp đi. Chứ nó đuối rồi đó. Thưa em, nó bảo mỏi rồi dừng đi. Rồi, nó bảo mỏi vậy hả? Rồi. Thank you.
đêm lộng lẫy ven đôi bờ cỏ lá, đẹp dạng người hấp dẫn nhất khu Nam. Anh say tình trong phút chốc tham lam, giật vội vàng mộng trăm năm tròn kiêu. Em đứng tiêu xa đấy đã vượt nhịp, số tình anh vào bến đỗ mênh mông, đang cấm đi đâu mọi thứ rất ngông, từ thiết bị con người rồi nỗi thân BBT. Chim nữ trao tình chàng BT thực thụ, chàng giao án miệt mài ngày đêm không ngủ, để nhất building tiên bước kiên cường, sừng sững giữa trời rừng sáng một phương. Thêm lộng lấy trong bàn tay chim chúa, uy nga chàng lệ quên ngày xưa rìm rúa. Quá khứ qua rồi giờ đây là cú đúp, chúa tề nghề chim ông hoàn ngành súp. Duy Nguyễn Tiên Phong, người CEO ngạo nghề. Rồi thôi, chúng ta đã kết thúc một ngày tập Let Day thật sự rồi đó. Let Day của Freeway. Cái lớp 4 này quan trọng lắm em. Cánh cửa là kết nối để chúng ta đi tới lớp 7 một cách thành công. Tất nhiên cũng con số hạn chế, là hôm nay bài deadlift em tập chưa được chuẩn lắm. Thì những buổi tập sau thì em tiếp tục khắc phục cho em bài đó, để khi nào lớp 5 làm tập đó là professional luôn nha. Cố lên. Thì là thành tích ngày đầu tiên là khá lắm rồi đó. Freeway này chua lắm em. Rồi, vô. Uống hết đi, nghỉ ngơi, còn sức xông hơi. Không còn sức đó thì ngồi đây nghỉ ngơi, xong rồi tắm rửa, xong rồi sau đó làm việc riêng. Không việc gì đúng không? Rồi thôi, chương trình ở đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn bạn theo dõi và luôn đồng hành cho một bạn nữ gymmer mới bước chân vô nghề. Mới tập tới lớp 4 thôi và có những cái sự cố gắng rất là vượt bậc trong thời gian vừa qua. Và tới ngày hôm nay thì cũng có đâu một sự thay đổi, bạn nhìn thấy phong cách, thần thái cũng như là body, mọi hình thể lực. Rồi chúng ta cùng nhau vỗ tay cổ vũ cho sự thành công ngoài mong đợi của gym nữ Tâm Kinh. Rồi bye bye. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.